có lẽ trong tất cả các phương tiện giao thông, đi xe lửa là dễ chịu và lãng mạn nhất. Ở Pháp, người ta thường sử dụng nó vì giá vé rẻ do được nhà nước hỗ trợ nhằm giải phóng mật độ giao thông dày đặc. Chúng tôi mua 35 đồng euro cho một vé đi 160 km. Nếu tính ra chỉ khoảng 20 cent, tương đương với 6.000 đồng tiền Việt Nam cho 1 km đường. Có hai loại tàu, loại thường tốc độ từ 100 đến 130 km/h. Loại nhanh, gọi là TGV, chạy với vận tốc 160 đến 230 km/h. Tất nhiên, giá hai loại vé chênh lệch nhau, nhưng tự chung, người ta đều được thỏa chí ngắm nhìn phong cảnh thả hồn phiêu lãng. Thiên nhiên và kiến trúc của Pháp, từ thành phố nông thôn, các đồng bằng ven biển ở phía Bắc, phía Tây, cho đến những dãy núi An ở phía Đông Nam, dãy Pyrenees ở Tây Nam, nơi nào cũng đẹp như một bức tranh. Chúng tôi đang đi sát dưới chân dãy Pyrenees giáp biên giới Tây Ban Nha. Trên đường vào những thành phố ven núi, nếu thời tiết tốt, bạn sẽ thấy những dãy núi cao trải dài quanh năm tiết phủ trên đỉnh. Ngay nhiều người không theo Thiên Chúa giáo ở trong nước vẫn thỉnh thoảng nghe hoặc thấy đâu đó hai chữ Lộ Đức. Tuy nhiên, ngay cả vô số giáo dân không phải ai cũng biết Lộ Đức là cách phát âm Hán Việt của từ luộc. Đó là một địa danh, thị trấn nhỏ an lành ẩn mình trong những hẻm núi thuộc dãy Pyrenees. Truyền thuyết kể rằng Lộc Đức chính là nơi Đức Mẹ Maria hiện ra 18 lần để cứu dân lành thoát khỏi cảnh cơ hàn bệnh tật. Khác với nhiều địa phương khác, thị trấn nằm khúc nẻo này luôn mơ màng, luôn luôn chất huyền thoại, sẵn sàng rộng mở vòng tay đón nhận người mộ đạo và du khách khắp nơi trên thế giới đến viếng thăm và thỉnh cầu sự giúp đỡ. Cách đây 62 năm, vào ngày 16 tháng 6 năm 1946, trong dịp viếng thăm chính thức với tư cách là thượng khách của nước Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến nơi này, cũng như những đoàn người kia. Bậc vĩ nhân đã hòa vào dòng người bình thường chiêm ngưỡng thánh địa Lourdes, nơi phát tỏa tấm lòng bác ái mênh mông của Đức Mẹ Maria vô nhiễm. Chúng tôi đều biết rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà cộng sản, một người duy vật nhưng rất có tâm. Không chống đối, không phá bỏ, ông hiểu rõ và luôn biết trân trọng những giá trị văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh của mọi giáo phái Đông Tây kim cổ. Là một hiền nhân, ông giản dị, gần gũi, yêu thương và hiểu biết sâu sắc về con người. Đó chính là hình mẫu của một người cộng sản chân chính. Cơn mưa bất ngờ chiều nay làm cho phố núi trở nên vắng vẻ, se lạnh đẫm màu huyền bí vốn có. Xin có đôi lời về câu chuyện nhiệm màu, về nơi mà bác đã tới thăm và ngưỡng mộ. Đây là ảnh của Bernadette, một cô bé 14 tuổi, con của một gia đình nghèo nhất ở ngôi làng. Đức Mẹ Maria muốn giúp đỡ những người dân nghèo hèn bệnh tật, đã chọn cô làm sứ giả của người, hầu thực hiện những điều kỳ diệu. Trưa ngày 11 tháng 2 năm 1858, Bernadette cùng với em gái và cô bạn đi vào rừng kiếm củi. Ngay phía sau thị trấn là ngọn núi Masabien, có nhiều động đá, có con sông Gap chảy quanh. Khi hai người kia lội qua sông, Bernadette còn đang đứng trước cửa hang Masabien, bỗng có một cơn gió mạnh. Cô nhìn lên thấy một áng mây vàng và một phụ nữ đẹp hiện ra. Bà nhìn Bernadette mỉm cười rồi làm dấu thánh. Mọi người không thấy gì, chỉ có cô được thấy sự lạ. Kể từ tháng 2 đến tháng 7 năm 1858, Đức Mẹ hiện ra với cô tất cả 18 lần. Mỗi lần xuất hiện, người đều truyền một tín điều, khuyên mọi người hãy siêng năng cầu nguyện và làm việc đền tội thay cho những người tội lỗi yếu đuối. Ngày 1 tháng 3 năm 1858, lần đầu tiên một phụ nữ bị bại liệt nhúng cánh tay của mình vào dòng nước do Bernadette chỉ dẫn, bà đã khỏi bệnh một cách vô cùng thần diệu. Tin đồn này lan truyền khắp nơi, người ta nô nức kéo nhau đến luộc ngày càng đông. Ngày nay, nhà bảo tàng Bernadette là một trong những địa điểm quan trọng để tham quan, chỉ đứng sau vị trí hẻm núi nơi thánh nữ Bernadette đã gặp Đức Mẹ. Rất tiếc là chúng tôi không thể quay được những hình ảnh vừa ý về hẻm núi đó ngay trong dịp kỷ niệm 150 năm ngày Đức Mẹ Maria hiện hình, vì thị trấn nhỏ bỗng trở nên chật chội bởi hàng trăm đoàn du khách.
Ngày nay, với trên 7 triệu lượt người hành hương hàng năm, thành phố nhỏ bé này trở thành một địa điểm giao hòa tâm linh có 102 trên thế giới. Để đáp lại nguyện vọng của Đức Maria mà ba đại giáo đường đã được người ta lần lượt xây cất ở đây, Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm, Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Mân Côi, Vương cung Thánh đường Paul X. Đây là nhà nguyện nơi những tín đồ Công giáo tụ họp để nghe lời Chúa và cử hành nhiệm tích thánh thể. Từ năm 1900, mỗi ngày vào lúc 17 giờ và 21 giờ, thánh lễ tiếp sức cho những người bệnh tật đều đặn được cử hành. Nhà nguyện là căn hầm rộng lớn với chiều dài khoảng 260 mét, rộng khoảng 150 mét, mái vòm được thiết kế trông như con thuyền Neo trong Kinh Thánh. Hàng ngàn tín đồ Công giáo, người già và bệnh tật tìm đến nhà nguyện dự thánh lễ để được ban phép tiêu trừ bệnh tật, bình an trong không khí tôn nghiêm thành kính. Không nổi tiếng vì những công trình kiến trúc lộng lẫy, không có danh thắng, Lourdes cũng không phải là nơi xuất thân của những vĩ nhân hay những con người tài sắc, nhưng nơi đây thực sự đã trở thành địa điểm thánh linh, là nơi giáo dân có thể tìm về và cho đi chính mình. Hồ Chí Minh chắc chắn đến đây không phải để du ngoạn, mà là để đến với những giá trị tinh thần vĩnh cửu của con người. Sông Ga và êm đềm, nơi đã từng chứng kiến ánh mắt tràn đầy tình yêu thương nhân loại của Bác Hồ, vẫn ngày đêm âm thầm hòa mình vào dòng đời lam lũ. Lụt đã khuất lại phía sau, trước mắt chúng tôi giờ đây vẫn là hình ảnh những đường phố sạch đẹp, bao quanh nó là cuộc sống an bình của người dân nước Pháp. Từ phía Tây Nam, theo đường 64, chúng tôi tiến về phía Đông Nam để đến Toulouse, một thành phố nằm trong khu vực miền Trung Pyrénées. Sẽ dễ nhầm lẫn nếu không để ý. Toulouse khác với Toulon. Vào ngày 17 tháng 9 năm 1946, khi là thượng khách, Bác Hồ đã đến hải cảng Toulon dự tiệc trên chiến hạm Du Mông Điệp Vin theo lời mời của các nhà lãnh đạo nước Pháp. Còn đây, Toulouse là thành phố chúng tôi đang ghé qua để hướng đến mục tiêu chính là Marseille, nhằm lần theo dấu chân của Bác, nơi người đã đến hai lần vào năm 1911 và 1946. Không đô hội và tráng lệ như Paris, nhưng Toulouse vẫn mang đậm phong cách kiến trúc đặc trưng của đất nước này. Quả thật, nước Pháp là một tòa lâu đài diễm lệ, lộng lẫy, kiêu sa. Quảng trường Capitolium trước tòa thị chính thành phố là nơi đông vui nhất. Người ta bày bán nhiều quả lưu niệm trên khuôn viên rộng lớn được bao quanh bởi tòa lâu đài màu đỏ. Cả nước Pháp đều thanh nhã, yên lành, sống trong một nền văn minh rực rỡ. Vậy mà nghịch lý thay, dân tộc Việt Nam đã từng bị những người cầm quyền của họ chà đạp suốt gần một thế kỷ kinh hoàng. Từ Luộc, chúng tôi đáp xe hơi và xe lửa tới Marseille, nơi dừng chân thứ tư của con tàu Trevin sau khi rời cảng Nha Rồng. Đến cảng này chứng kiến bước chân đầu tiên của Bác trên đất Pháp. Bác đến đây từ cảng Said của Ai Cập sau khi vượt qua Địa Trung Hải. Nhật ký hành trình ghi: tàu rời Said ngày 30 tháng 6 năm 1911, đến Marseille vào ngày 6 tháng 7 cùng năm. Vậy là 97 năm đã trôi qua, giờ đây chúng tôi mới có dịp ôn lại cái thời điểm quan trọng đã lùi sâu vào dĩ vãng đó, ngay trên bến nước đã từng in dấu chân người anh hùng. Tờ nhật ký này thì ghi tàu tới Le Havre ngày 15 tháng 7, không rõ ngày rời cảng Marseille. Giữa hai lần cập bến là 9 ngày vừa lưu lại Marseille, vừa lênh đênh trên biển. Đây chính là bến cảng cũ mà con tàu Trevin đã ghé. Chúng tôi hiểu dấu vết xưa còn lại chỉ là con kênh cột rộng lớn dẫn ra cửa biển, và có lẽ thêm cả cây trục sắt cục mịch đầy để cột tàu. Chẳng ai để ý đến cái vật già nua bị lãng quên, ngoài đoàn người kỳ lạ đến từ Sài Gòn. Mọi thứ cũ kỹ cổ xưa ở bến cảng này đều khiến lòng chúng tôi bâng khuâng xao xuyến. Thưa quý vị, là đô thị lớn thứ hai sau thủ đô Paris,
Marseille là thành phố cảng lớn nhất của nước Pháp nằm bên bờ Địa Trung Hải. Tại đây vào ngày 6 tháng 7 năm 1911, văn ba Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên đặt chân đến nước Pháp sau 32 ngày lênh đênh cùng con tàu L'Amiral Latouche-Tréville. 10 năm sau đó, vào ngày 25 tháng 12 năm 1921, Nguyễn Ái Quốc trở lại nơi này để tham dự hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Pháp. Và lần thứ ba, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại Marseille vào ngày 16 tháng 9 năm 1946, khi người là thượng khách của nước Pháp. Thành phố này là một trong những thành phố ân tình nhất đối với cách mạng Việt Nam và với kiều bào ta. Bây giờ, chúng ta cùng đi thăm Marseille. Marseille là thành phố đông dân thứ ba sau Paris và Lyon, nhưng lại cổ nhất nước Pháp với 2.600 năm lịch sử do người Hy Lạp thành lập ở thế kỷ thứ 7 trước Công Nguyên. Nước Pháp có nhiều truyền thuyết nên thơ về nguồn gốc các thành phố. Nếu như Paris ra đời từ đám sương mù trên đầm lầy của hòn đảo giữa sông Seine, thì Marseille lại được sinh ra từ mối tình giữa nàng công chúa Gypti bản địa với chàng thủy thủ phiêu bạt giang hồ Hy Lạp Proti. Năm 48 trước Công Nguyên, thành phố đổi tên từ Massalia thành Massilia sau khi rơi vào tay quân La Mã của Caesar, và bây giờ là Marseille. Trong mọi thời điểm lịch sử, đô thị này luôn thu nhận dân từ mọi nơi, trước hết là các đoàn quân đổ bộ Hy Lạp, rồi đến di dân và nạn nhân đến từ các xứ Latin, Do Thái, Armani, Italia, Corse, Tây Ban Nha, Tunisia, Algeria, Maroc, Châu Phi và Đông Dương. Họ làm đủ các nghề như chạy lưới, buôn bán, thợ thuyền, vân vân. Chúng tôi theo con tàu du lịch ra thăm một hòn đảo nổi tiếng án ngữ lối vào Marseille, nơi có tòa pháo đài lừng danh đã được Alexandre Dumas dùng làm bối cảnh cho cuốn tiểu thuyết Bá Tước Monte Cristo của mình. Đảo Ít thuộc quần đảo Phirion. Giống như là bến cảng cũ này của Marseille là một con kênh cột rộng lòng thông ra cửa biển. Thành phố có vị trí tuyệt vời, ba mặt tựa vào lưng núi theo hình trăng khuyết ăn sâu vào đất liền của vịnh biển, một mặt nhìn ra biển cả bao la. Cửa biển Marseille có địa thế phòng thủ rất tốt, với mỗi bên bờ là một pháo đài kiên cố Saint-Jean và Saint-Nicolas, đồng thời là những thắng cảnh hùng vĩ tạo nên nét thơ hiếm có trên lối ra vào, được xây dựng và nâng cấp dần từ thế kỷ thứ 13 đến thế kỷ thứ 17 để bảo vệ Marseille. Đây chính là pháo đài Ít, tòa kiến trúc đồ sộ nhất án ngữ lối vào bến cảng, được ví như pháo đài Alcatraz ở San Francisco, nước Mỹ. Lúc đầu là một trại giam dành cho con cái nhà giàu phạm tội do François đệ nhất ra lệnh xây dựng vào năm 1524. Từ khi cuốn tiểu thuyết của Dumas ra đời rồi được dịch sang hàng chục thứ tiếng trên thế giới, người ta đã lũ lượt kéo đến đây để được tận mắt thăm hòn đảo này. Sau này những bộ phim xây dựng theo tiểu thuyết cũng được quay tại đây. Từ năm 1960, hòn đảo và pháo đài là nơi bí mật chế biến cocaine đưa về từ Colombia để chuyển vào đất Mỹ, nên nó càng trở nên bí ẩn. Trong số các tù nhân bị giam tại đây, có một vị thuyền trưởng người Ý thụ án tới 20 năm vì thuyền của ông đã đưa dịch bệnh tới đây, làm chết tới 50% số dân của thành phố Marseille vào năm 1722. Đây là giếng nước ngọt. Có một câu chuyện khá rùng rợn, đó là thời gian suốt 200 năm tại nơi đây và tại hai pháo đài lân cận Saint Jean và Saint Nicolas, người ta đã hành quyết tới 3.500 tín đồ Tin Lành. Họ dù chết chứ không chịu cải đạo. Vào cái thời bác còn đi biển, những cánh buồm đầy lãng mạn và phiêu du như thế này luôn là một cảnh tượng hùng vĩ và thơ mộng. Xin hãy chia sẻ cùng với nhà thơ Nguyễn Bính. Hôm nay dưới bến xuôi đò, thương nhau ra cửa tò vò nhìn nhau. Anh đi đó, anh về đâu, cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm. Vậy mà giờ đây, hầu như tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Địa Trung Hải là vùng biển thần tiên của trái đất. Trong chuỗi ngọc đô thị ven bờ thì Marseille là một hạt chân châu rực rỡ. Không thể nói hết được cảm xúc dạt dào của chúng tôi khi ngắm nhìn thành phố từ bất kể góc độ nào. Đặc biệt là cảnh những pháo đài
đang lùi lại phía sau, trông thật kỳ vĩ. Thành phố đẹp không chỉ vì phong cảnh, kiến trúc, biển trời, mà còn vì những chiến công, vì niềm kiêu hãnh về cư dân của nó. Và riêng đối với chúng tôi, thì còn vì có hàng chục ngàn đồng bào của chúng ta cư trú và sinh sống cùng với tình cảm mà bà con dành cho Bác Hồ, dành cho quê hương đất nước. Trụ sở Hội Người Việt ở Marseille thường là điểm hẹn cho các đoàn khách từ trong nước. Trụ sở hội chỉ là một căn nhà khiêm tốn, khuất nẻo nhưng ấm cúng. Đối với chúng tôi thì việc được gặp gỡ đồng bào mình ở nước ngoài là một sự may mắn. Còn đối với bà con mình bên này thì việc được tiếp xúc với một đoàn làm phim về Bác là cả một cơ hội để ôn lại biết bao kỷ niệm, nghĩa nặng, ân tình. Thì cái hôm mà Bác Hồ trước khi về nước có xuống mà thay để thăm hỏi sức khỏe của bà con anh em công chiến binh và anh em thủy thủ. Anh Nguyễn Thị Lâm này nói theo rằng đấu tranh đòi bộ thuộc địa phải cho anh em quân chiến binh, ai muốn học nghề thì phải cho người ta đi học. Bác nói rằng nếu như thế thì cũng có thể được, nhưng tôi mong tất cả những anh em mà đi học nghề thì cố chịu khó chăm chỉ học hỏi để khi trở về nước ấy, thì mỗi người có một cái quà đưa về nước. Cái quà đó là mỗi người phải có một cái nghề trong thành. Và một điều nữa rất quan trọng, Văn nói rằng ấy, bất kể phụ nữ, nam giới hay là trẻ em cần phải giữ bản sắc dân tộc Việt Nam, không được lời, để tỏ ra là dân Việt Nam bây giờ cũng như mọi người khác ở trên thế giới có quyền sống, có quyền tự do nữa. Chúng tôi hiểu rằng đó là những lời nói tự đáy lòng. Đoàn tới thăm vị cựu đại diện chính phủ Pháp ở Marseille, một người bạn của Bác Hồ năm xưa, ông Aubrac. On avait fait venir 20,000 Người ta đã buộc đem đến 20,000 nhân công Đông Dương, Trung Quốc. Không chỉ có người Việt Nam mà có cả người Campuchia, người Lào, để họ làm việc trong những nhà máy của Pháp, để thay thế cho những người lính thợ của Pháp bị tổng động viên cho chiến tranh. Rồi sau đó các bạn cũng biết, nước Pháp có một đợt xuất ngũ của quân đội vào năm 40. Lúc đó thì một số công nhân Đông Dương, Trung Quốc được trở về nước, nhưng đa số còn lại thì không thể quay về nước được. Người ta giữ họ lại ở Pháp trong những trại lính. Đa số những trại này nằm ở khu ngoại ô của Marseille. Có nhiều người công nhân Đông Dương, Trung Quốc, trong đó người Việt Nam chiếm đại đa số. Bà con Việt Kiều đưa chúng tôi tới thăm nơi an nghỉ cuối cùng của đồng bào mình nơi đất khách. Những cảnh tượng như thế này trên đường làm phim qua các nước đã từng nhiều lần làm chúng tôi thổn thức. Xin dâng nén hương này để tưởng nhớ tới linh hồn những người quá cố và hãy coi đây là tấm lòng trìu mến của quê hương. Càng thương cảm hơn khi đứng trước hàng mộ khuyết danh của những người lính thợ Việt Nam trận vong ở nước Pháp. Họ đã bị người Pháp buộc rời bỏ quê hương để rồi phải nhận lấy cái số phận hẩm hiu như thế này. Dù qua đời trong bất cứ hoàn cảnh nào thì xin quý vị hãy yên lòng. Người mẹ tổ quốc vĩ đại luôn sẵn sàng vươn cánh tay với cả tấm lòng thương yêu bao la đến với mọi đứa con ở xa đất nước. Với những vần thơ thiết tha hướng về quê hương như thế này, làm sao đất mẹ và hương hồn Bác không thể mở lòng đón nhận.
phận mình như thế là xong. Xin quý vị hãy phù hộ cho con cháu, để mọi thế hệ mai sau luôn gắn bó với Tổ quốc và một lòng vì mảnh đất Mắc Xây mà tạo dựng sự nghiệp lớn lao trên đất khách. Ngẩn ngơ mãi, dù trời đã xế chiều mà chia tay chẳng nỡ. Chúng tôi hiểu, dù phải gửi lại thân xác nơi đây, nhưng hồn thiêng quý vị đã bay về cố quốc. Kể cả trường hợp này, khi thi hài được an táng ngay trong hầm mộ của một gia đình người Pháp. Đây là tượng đài những người con Mắc Xây đã ngã xuống vì nước Pháp. Tại Le Havre, cũng như ở chỗ này, chúng tôi thấy có hẳn một danh sách khá dài những người Pháp trận vong ở Đông Dương. Xin cầu nguyện cho linh hồn của họ được bình an nơi chính suối. Họ là những người lính đi xâm lược đã bị trừng trị, nhưng cũng là nạn nhân của lòng tham nơi kẻ khác. Nếu bị bắt làm tù binh, chắc chắn họ đã thoát chết vì được Bác Hồ và nhân dân ta khoan hồng như hàng chục ngàn trường hợp khác. Tạm biệt Mắc Xây, tạm biệt nước Pháp với bao niềm lưu luyến và cảm phục. Hình ảnh về các di tích của Bác và về đồng bào thân yêu của chúng ta sẽ còn mãi mãi đọng lại trong lòng chúng tôi. Xin bà con hãy sống vì quê hương và cả vì nước Pháp, và đừng quên rằng Bác Hồ đã từng là Việt Kiều, một Việt Kiều vĩ đại. Chúng tôi tiếp tục đi tham quan một số địa phương để tìm hiểu thêm về miền Tây Bắc nước Pháp, nơi mà Bác đã dừng chân một thời gian ngắn trước khi đi vòng quanh châu Phi. Lãnh thổ đất liền của Pháp được chia thành 8 vùng, trong đó có Normandy và Bretagne ở miền Tây Bắc. Thành phố đầu tiên mà chúng tôi đến thăm là Deauville, một đô thị nhỏ thanh bình trên bờ biển. Nhà ga xe lửa giống hệt ga Đà Lạt này chung cho cả hai thành phố Deauville và Trouville, chỉ cách nhau một cây cầu ngắn. Tuy nhiên, cảnh tượng bao trùm lên tất cả ở đây là biển, bến cảng và nghề đi biển. Biểu tượng của những thành phố cảng thường là tàu thuyền, nhưng với một cảng biển lâu đời thì đó phải là chiếc mỏ neo. Nhìn nó thật đơn giản nhưng đầy chất phong trần lãng mạn. Thương cảng giờ đây đã có Le Havre đảm trách, Deauville chỉ còn làm nhiệm vụ chính của cảng du thuyền, bởi nền kinh tế chính của thành phố là du lịch. Trên các báo ở Việt Nam, thỉnh thoảng có đăng tin về liên hoan phim quốc tế Deauville, đó chính là sự kiện văn hóa nổi tiếng thường kỳ của xứ này. Còn đây là thành phố láng giềng Trouville, chỉ cách Deauville một cây cầu như quận 1 hoặc quận 4. Không hiểu tại sao người ta lại không sáp nhập chúng lại. Cả hai cùng có bờ biển, cùng có con sông Túc, có phong thái kiến trúc và cư dân giống hệt nhau. Nhưng đó mới chính là nước Pháp, một quốc gia mà ý thức về quê hương bản quán, về sắc thái địa phương rất đậm đặc trong đầu óc con người. Người ta thường phân biệt Deauville và Trouville với niềm kiêu hãnh riêng, nhưng cả hai lại rất hãnh diện về xứ sở Normandy của mình. Hãnh diện về lịch sử và nền văn hóa Pháp với tình yêu Tổ quốc vô cùng mãnh liệt. Họ cùng có một tài sản chung vô giá gắn kết với nhau và gắn kết với phần còn lại của đất nước, đó là tiếng Pháp, một thứ ngôn ngữ vô cùng trong sáng, đẹp đẽ, truyền cảm. Và đó là thủ đô Paris hoa lệ, niềm tự hào của mọi công dân Pháp. Lại tiếp tục lên đường, miền đất Normandy nổi tiếng lại hiện dần với vẻ đẹp mơ màng, thuần khiết, mênh mông. Chúng tôi đang hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của cây cầu Normandy xây năm 1995 bắc qua đoạn hạ nguồn sông Seine rộng lớn. Có thể nói, từ bao đời nay, những cây cầu đã góp phần tô điểm đáng kể cho cuộc sống. Một cây cầu đẹp luôn khiến lòng ta xao xuyến lâng lâng. Còn nếu như ngược lại thì sẽ là một niềm bâng khuâng luyến tiếc. Đó chính là tâm trạng đặc trưng của những lữ khách đường dài. Làm cái nghề phim tài liệu nay đây mai đó này, nhiều khi hay xét nét, so sánh, phê phán, khen chê, bình phẩm quá lời. Âu đó cũng là nhược điểm vừa khó chịu vừa đáng yêu của cánh phong trần lữ khách.
chúng tôi ghé vào một thị trấn bờ biển có tên là Eutrota, cách thành phố cảng Le Havre, nơi con tàu Latos Trevin cập bến 35 km và cách thị trấn Saint Andres, nơi bác làm vườn 30 km về phía bắc. Nước Pháp không chỉ có Paris và các thành phố lớn làm say đắm lòng người, mà hàng ngàn thị trấn làng mạc của nó cũng khiến ta ngắm nhìn không chán mắt. Sự tĩnh lặng thanh bình, đặc trưng kiến trúc sang trọng, thơ mộng là những nét quyến rũ. Bên cạnh đó, bản sắc của từng vùng cũng toát lên một niềm kiêu hãnh âm thầm. Eutrota được hưởng một lợi thế thiên nhiên hiếm có, đó là những khối đá kỳ lạ mang tên Palaise nổi tiếng cả nước Pháp, đặc trưng cho sự cấu tạo địa hình vùng Normandy được viết trong các sách địa lý. Đó là những vách đá cổ xưa bị nắng gió bào mòn, là những bình nguyên và những ngọn đồi thấp nhấp nhô với lớp đất phủ không màu mỡ trên một mặt bằng cao hơn mặt biển 100 mét. Nó gần giống như miền Trung Du của nước ta. Không hiểu tạo hóa phải kiên trì đục giũa bao nhiêu triệu năm mới có được tác phẩm kỳ diệu và ngộ nghĩnh như thế. Đây là vùng biển tương đối sầm uất nối liền Le Havre ở biển Manche và Dunkerque ở Bắc Hải, nơi con tàu Trevin cập bến vào các ngày 15 tháng 7 và 26 tháng 8 năm 1911. Những hình ảnh về bãi biển, tảng đá và thị trấn này đã được in trong các sách du lịch, thậm chí trong từ điển để quảng bá khắp đất nước, lôi cuốn cả những du khách từ nhiều phương trời xa lắc. Không biết Bác Hồ khi lưu trú ở Saint Andres đã từng tới tham quan nơi này hay chưa? Đó là điều mà chúng tôi hay bàn luận. Việc cả vùng đất Normandy rộng lớn cao hơn mặt biển 100 mét được chúng tôi nhận ra khi rời thị trấn biển Saint-Andrés. Xe bắt đầu leo đèo, khi lên tới đỉnh thì không xuống trên đèo nữa, mà tiếp tục chạy trên một mặt bằng bao la gồm thảo nguyên và đồng ruộng. Thì ra vùng đất bằng này còn cao hơn cả đỉnh đồi Andrés 70-80 mét. Cần phải chiêm ngưỡng những khối đá hình thù kỳ lạ từ mọi góc mới thấy được hết vẻ đẹp của chúng. Đặc biệt, chỉ khi nhìn từ ngoài biển mới thấy được toàn cảnh lộng lẫy của cả kỳ quan, điều mà chúng tôi không thể có. Những bưu ảnh bày bán tại thị trấn, tại Le Havre và tại Paris đã nói lên điều đó. Cảnh vật thu hút mạnh mẽ giới họa sĩ. Nghệ thuật tạo hình Pháp được thế giới phương Đông đánh giá rất cao. Nhiều người châu Á đã tới theo học. Những bức tranh trong hang động có từ nhiều ngàn năm trước, nhưng những trường phái hội họa thực sự thì chỉ xuất hiện từ thế kỷ thứ 17 và nhanh chóng chinh phục cả châu Âu. Bản thân thiên nhiên đa dạng và hoa mỹ của nước Pháp đã là một phần hữu cơ của nền hội họa. Cuộc hành trình vạn dặm của chúng tôi lần theo bước chân Bác là thật sự vất vả, lý thú và khó khăn. Việc làm hậu kỳ, bức dựng phim, viết và đọc lời bình, hòa âm v.v. chỉ có thể làm vào đêm khuya, vì thông thường 9-10 giờ đêm mới về được khách sạn. Đại bộ phận thời gian được dành cho việc di chuyển, từ chỗ ở tới chỗ ăn hoặc tới chỗ làm, nhiều khi xa tới 50 cây số. Trở lại Saint Andres, chúng tôi phát hiện ra tấm bản đồ hàng hải. Không hiểu hồi Bắc tới đây nó đã có chưa, nhưng dù thế nào thì biển trời Normandy diễm lệ cũng đang gợi nhớ xiết bao hình bóng người con trai xứ nghệ cô đơn năm xưa âm thầm nuôi mộng lớn. Tất cả điều đó cứ lẩn vẩn trong đầu óc chúng tôi như vừa lãng đãng bước ra từ những năm tháng xa mở.